Chào mừng các bạn đã đến với kênh Góc Bếp Nhỏ. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món bánh mì nhân trứng sữa bằng cháo chống dính. Không cần dùng tới lò nướng, chỉ với vài thao tác đơn giản là các bạn có thể làm được những chiếc bánh mì ngọt, thơm ngon, hấp dẫn như thế này để cho gia đình thưởng thức. Đặc biệt là các bé sẽ rất là thích món bánh này đấy. Thành phẩm bánh vàng ươm, vỏ bánh mềm xốp, nhân trứng sữa mềm béo. Bánh có độ ngọt vừa phải, các bạn có thể thưởng thức khi nóng hay nguội đều rất là ngon. Nguyên liệu mình chuẩn bị: trước tiên thì mình sẽ làm phần nhân bánh. Mình sử dụng 2 quả trứng gà, mình tách lấy phần lòng đỏ trứng. Mình cho vào cùng với lòng đỏ 20g đường và mình khuấy đều cho đường tan ra. Mình cho vào cùng 15g bột bắp và mình cũng khuấy đều. Tiếp theo mình cho vào cùng 210ml sữa tươi. Các bạn có thể sử dụng sữa tươi có đường hoặc không đường đều được. Và mình tiếp tục khuấy đều. Khuấy cho hỗn hợp trứng sữa mịn như thế này là được rồi các bạn. Mình sẽ cho vào trong chảo chống dính. Và mình cho lên bếp đun ở lửa nhỏ. Vừa đun thì mình sẽ vừa khuấy đều. Rất nhanh chóng phần hỗn hợp trứng sữa sẽ sệt lại. Khi mà phần nhân bánh sánh lại như thế này là được các bạn. Mình sẽ tắt bếp, cho ra tô và để nguội. Tiếp theo thì mình sẽ làm phần vỏ bánh. Mình cho vào tô 250g bột mì, 30g đường, 4g men nở và mình trộn đều. Mình cho vào cùng 2g muối, mình cũng trộn đều. Cho vào cùng 1 quả trứng gà. Mình sẽ sử dụng máy đánh trứng để mình đánh đều lên. Tiếp đến mình cho vào cùng 110ml sữa tươi. Và mình dùng máy đánh trứng đánh cho đến khi bột mịn dẻo. Và các bạn không có máy đánh trứng thì các bạn có thể nhào bột bằng tay. Khi bột mịn dẻo như thế này thì mình sẽ cho vào cùng 30g bơ lạt. Và mình tiếp tục nhào bột. Khi bột mịn dẻo có thể kéo màng được như thế này là được nhé các bạn. Mình sẽ cho bột vào tô bọc kín bột lại và ủ bột trong 1 tiếng đến khi bột nở gấp đôi. Và đây là bột sau khi mình ủ được 1 tiếng đấy các bạn, bột đã nở to như thế này rồi. Mình lấy bột ra, mình nhào qua lại bột để làm vỡ các bọt khí. Và mình chia bột ra làm 6 phần. Sau đó mình vo tròn bột lại. Tiếp theo mình sẽ tạo hình bánh, mình lấy từng phần bột ra cán mỏng. Sau đó mình cho phần nhân vào giữa, nhân các bạn cũng chia ra làm 6 phần. Mình gấp đôi bột lại và túm các mép bột thật kín để cho phần nhân bánh không bị hở. Đơn giản như thế này thôi, và tương tự mình sẽ làm cho đến khi hết.
Sau khi tạo hình bánh xong thì mình sẽ ủ bánh thêm 40 phút để cho bánh nở thêm ra. Bánh sau khi ủ 40 phút đã nở to như thế này rồi các bạn. Giờ mình sẽ mang bánh đi nướng nhé. Mình sử dụng chảo chống dính, đun chảo ở lửa nhỏ để cho chảo nóng lên. Sau đó mình cho bánh vào. Đậy nắp kín và mình nướng bánh trong 5 phút. Sau 5 phút khi mà mặt dưới của bánh đã vàng thì mình sẽ trở mặt bánh. Mỗi mặt thì mình sẽ nướng khoảng chừng 5 phút nhé các bạn. Khi hai mặt bánh đã chín vàng thì mình sẽ nướng tiếp hai mặt còn lại. Bánh chín vàng đều tất cả các mặt như thế này là được. Mình cho bánh ra ngoài và nướng các chiếc bánh còn lại cho đến khi hết. Và đây là thành phẩm bánh của mình. Bánh chín vàng trông rất là hấp dẫn. Mình bẻ bánh ra thì các bạn cùng xem nhé. Vỏ bánh thì mềm xốp, nhân trứng sữa vàng ươm mềm béo. Bánh có độ ngọt vừa phải, các bạn có thể thưởng thức khi nóng hay nguội đều rất là ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.